cách phòng ngừa viêm xoang cho bà bầu. Khi mang thai, sức đề kháng của phụ nữ thường suy giảm, bà bầu thường dễ bị viêm xoang. Hơn nữa, đây là giai đoạn rất nhạy cảm của hai mẹ con nên việc điều trị càng trở nên quan trọng. Nguyên nhân khiến bà bầu bị viêm xoang. Việc các xoang bị phù nề, ứ dịch là cơ chế chính khiến các bà bầu, cũng như các bệnh nhân khác bị viêm xoang. Cách phòng ngừa viêm xoang cho bà bầu. Tuy nhiên, bên cạnh các nguyên nhân thường gặp như do dị ứng, viêm đường hô hấp trên, cấu trúc xoang mũi bất thường, chấn thương, phụ nữ mang thai còn có các đặc điểm khiến bệnh dễ phát sinh. Chẳng hạn như sức đề kháng giảm sút, nội tiết có sự thay đổi, progesterone và một số hormone khác khiến cho màn nhầy phình ra, giãn nở, mạch máu cũng giãn hơn, chiếm chỗ trong lòng xoang khiến lòng xoang bị hẹp lại, dễ tắc. Đồng thời, phụ nữ mang thai khi bị bệnh thường có tâm lý ngại uống thuốc nên thường tự chịu đựng, chỉ đến khi bệnh nặng lên và kéo dài mới điều trị. Khi đó, bệnh thường đã nặng, dễ có biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi trong bụng. Cách phòng ngừa viêm xoang cho bà bầu. Khi có dấu hiệu của bệnh viêm xoang, tốt hơn hết là bạn nên đi khám bác sĩ để được thăm khám và hướng dẫn sử dụng loại thuốc phù hợp nhất giúp nhanh chóng hạn chế và đẩy lùi căn bệnh. Để ngăn ngừa được bệnh viêm xoang, bạn có thể uống các vitamin bổ sung như vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tình trạng viêm nhiễm ở xoang. Bạn có thể uống vitamin C nhưng không nên quá 60mg ngày trong khi mang thai, hoặc chọn loại vitamin tổng hợp dành cho bà bầu có chứa vitamin C. Men vi sinh có trong sữa chua và một số loại thuốc bổ sung cũng rất hữu ích, có thể nâng cao sức đề kháng của hệ miễn dịch và giúp ngăn ngừa viêm nhiễm. Kẽm cũng được xem là vũ khí chống viêm hiệu quả. Bạn không cần phải uống viên kẽm bổ sung mà chỉ cần ăn nhiều thịt, cá, các loại hạt, đậu lăng, bánh mì làm từ bột mì nguyên cám, phô mai, sữa, trứng và khoai tây. Bấm đăng ký và chia sẻ.